Hello các bạn nha. Mới mua cái máy cắt cỏ 500 mấy trên mạng nè. Cái lại cái cần trung bộ của nó nè. Không biết xài được không, mua về thử coi. Có xài được không? Aibu nha. Sibora PC Aibu. Để mình ráp vô rồi chạy thử cho mấy bạn coi ha. Này là cái bộ cần 260 nè. Cho thêm cái lưỡi cắt nè. Bộ cần này mình mua có 500 mấy rồi. Bít cốc gì nè. Cần, dây đeo, cò súng, này dây ga, chắn cỏ, tay cầm bên trái, đây bộ cần đó. Này bề ngang nó là 5 phân. Cần cũng mới. Nhôm. Cần cũng được. Quay một tay thông cảm nha. Này cần 26 ly nha, 26 ly chính khí. Cũng ok quá chứ. Cái cần này có 500 mấy à. Hãng Bitcock gì nè. Thấy cũng ok đó. Tưởng đâu nó dởm chứ. Nhìn cũng sắc sảo ok. Lục giác, cây mỡ bu ri, tu dít, máy ngóc. Okay. Chờ clip sau mình thử nha. Bộ tool kit nè. Chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ lắp cái máy cắt cỏ mà mình đặt trên mạng về nè ha. Sibora. Cái hiệu này cũng đang hot trên mạng đó các bạn. Hiện tại cũng đang hot đó. Để mình lắp thử xài ok không. Giờ mình siết cái tầng cái cần bên phải vô nha. Cần bớ bên phải. Này mình có thể điều chỉnh rồi nha. Dù gắn vô mà nó không có vừa tay mình nới lỏng mình xoay. Mình điều chỉnh cho nó vừa cái tay. Dặn xéo góc nha các bạn. Rồi, dặn đều hai con này rồi.
Bây giờ thì mình lắp cái cọng dây ga này nha các bạn. Đây, hai đầu của nó. Này đầu cái, này đầu đực, mình cho qua đây. Đó. Đầu này ngược lại. Đây đầu cái, đây đầu đực. Đó. Hơi cứng xíu rồi. Kéo qua. Rồi, ok. Còn giờ cộng dây ga thì mình vô đây. Dặn cái nắp này ra rồi. Ở đây nó có sẵn cái đầu ấy nè. Mình tháo đầu này ra. Có cái cờ lê đi theo cái cần các bạn, theo bộ của cái cần, mình tháo nó ra. Trên cọng dây ga là nó có sẵn cái đầu này rồi. Dặn vô. Cứ dặn hết vô luôn, rồi xíu mình tăng đưa cho nó căng là được. Rồi, rồi mình kéo cái này qua. Ha, nè. Kéo cho nó gần lại xíu, xoay cái đầu này qua cho nó ngay lại. À, ok. Cái cọng này nó còn hơi bị dư các bạn, mình tăng đưa nó cho nó căng lên. Dặn ngược cái này ra. Chọn căng cái cọng dây lên. Rồi mình bóp thử cái cọ ở đây nè, coi nó căng chưa. Nó còn một độ rơ nhất định ha, mình tăng lên tiếp. Rồi, cứng ha các bạn. Rồi bắt đầu mình siết lại. Giờ mình đổ nhớt vô, đổ xăng vô và mình rô đai máy nha các bạn. Này mình đổ đầy bình ha. Bình này nó khoảng nửa lít các bạn. Còn nhớt thì mình cho khoảng 60cc nha. 60cc thì mình không có cái ly đông. Giờ mình định lượng bằng cái nắp này nha các bạn. Thì một nắp này nó khoảng 20cc nha. Thì mà 60cc mình cho 3 nắp này.
vừa đầy chứ không cần nắp đầy tràn nha. Nắp nắp vừa đầy thôi, ba nắp này là nó khoảng tương đương với 60 cc. Ha, ba nắp. 1. Hai. Nó khoảng 60 cc là khoảng 3 nắp này. Nhớt thì xài nhớt 2 thị nha các bạn. Đây mình xài của Castrol. Castrol 2 thị 2T nè ha. 2T 2 thị. Mình xài của Castrol. Đậy nắp chắc lại. Rồi các bạn lắc cho nó đều một xíu ha. Rồi, về cái phần nổ máy á, thì mình có cái vú xăng đây nè, mình bơm. Để quay gần lại. Rồi, có cái vú xăng đây nè ha, mình bóp nó 4-5 cái này ha. Đó. Chọn bơm lên, đó, bạn thấy cái ống không? Ống xăng nó bơm rồi đó. Đó. Rồi. Rồi khi mà bóp cái vú xăng lên cái cần đây nè. Đây, này cần gió ha. Mình gạt lên mình giật nhẹ nó cái. Đó, nó bơm lên. Bây giờ mình gạt nó xuống. Đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình nổ máy nha bạn. Trước khi mình nổ máy thì có cái vú xăng dưới đây nè, mình bóp nó 4-5 cái ha. Cái ống xăng nó chạy xăng lên á, nó lên xăng á. Bắt đầu cái mình nổ máy. Cái này nó có cái lẫy ngay đây các bạn. À, mình kéo lên trên cái rồi mình giật cho nó có hơi ha. Rồi xong rồi mình kéo xuống. Giờ mình kéo xuống mình giật ha. Lô đai khoảng tầm được khoảng tầm 1 tiếng các bạn. Cứ khoảng 10 phút thì mình rồ ga hết ga nó khoảng 5 giây. Rồi mình thả ra cho nó chạy lô đai tiếp. Cứ khoảng 10 phút mình làm lần. Làm trong vòng khoảng 1 tiếng. Đây cứ khoảng 10 phút cái mình kéo cò cho nó hết ga khoảng 5 giây nha các bạn. Làm gì để cho nó đốt hết mấy cái nhớt ở trong á, cho nó cháy hết mấy cái nhớt. Cứ khoảng 10 phút mình kéo còn là 5 giây. Mình rô đai khoảng 1 tiếng. Cứ 10 phút mình kéo còn là. Sau thời gian rô đai thì giờ mình lắp thêm mấy cái phụ kiện của nó vô xong rồi mình gắn lưỡi cắt mình cắt thử cho các bạn coi ha. Ok. Cái gì đây không?
này nó có cho theo cái lưỡi lưỡi cắt của nó luôn nè, lưỡi bít cóc luôn nè, nhưng mà mình không xài này nha, tại cắt cái lưỡi này nó cũng nguy hiểm á, nó nhiều khi nó trúng đá, nó văng, nó gãy gãy lưỡi nguy hiểm lắm nha các bạn. Mình xài cái lưỡi tròn, nhưng mà lưỡi tròn này thì nó hơi hơi nặng xíu, không biết nó quay nổi không ăn, tại máy này máy nhỏ mà, để mình lắp vô thử coi coi ok không ha các bạn. Ở đây có cỏ tùm lum hết luôn nha anh em, có cỏ tranh đồ nữa nè, cỏ tranh là cỏ ung cứng lắm á, nó cỏ tranh á, để mình cắt thử nha. Ok luôn anh em ơi, máy nhỏ nhỏ chứ mạnh á. Cắt cỏ tranh mặc dù là cắt bằng cái lưỡi lưỡi tròn này nó nặng nè, nhưng mà cắt ngọt luôn, lưỡi lưỡi dao cắt ngọt dữ nữa, nhưng mà cái lưỡi dao cắt nguy hiểm các bạn ơi, cắt thấy cũng ngán quá, nhiều khi quơ chúng đá chúng cái cây nó cứng cứng cái nhiều khi lưỡi nó giòn á, nguy hiểm lắm. Mình xài lưỡi tròn đi, kệ nó hơi nặng máy xíu mà nó hơi hao xăng xíu, nhưng mà nó an toàn. Để bữa sau đi, cái mình chuyển qua mình xài cái ổ cước thử coi sao, coi nó có ăn ngọt như giống như cái lưỡi tròn này không các bạn. Tại vì máy nhỏ nè, cước 3.5 ly, thường thường là người ta xài máy 40 ly người ta phát cước không à. Còn máy nhỏ này thì để giờ bữa mình đổ ổ cước mình 3.5 ly mình xài thử. Ok các bạn ha. Có ý kiến gì thì cứ comment đi các bạn. Với lại nhớ follow ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn nha.